Hello, chào mọi người đến với Cuội TV. Hiện tại là mình đang đi đến làng cổ của Hàn Quốc tại Jeonju. Đây á, đoạn này á. Đấy, anh hỏi là người ta chỉ đến đoạn này đúng không? Bảo người ta đi thẳng đấy. Đi thẳng á? Đi ra đang ở đoạn lăng cổ rồi mà. Bên kia người thật thánh người giả đấy, đúng đấy. Đâu? Thật ra đứng đấy. Thật mà. Hình như vào đây mất vé sao? Mất vé sao? Đi vào đây mất vé. Còn cái nhóm bọn kia nãy chả biết đâu đứng đoạn nào nữa ấy. Xem có wifi không? Không. Ở đây làm gì có đâu. Xem. Bên mình có con xe nó chạy nhỉ. Xem có wifi không mất. Đấy, ở đây kiểu có cái từ đâu đấy dạy quay ấy. Dạy quay kiểu giá đỡ được cái đặt quá ấy. Nó không lên. Được rồi. Đấy, miễn phí đó. Nó không lên đấy chứ. Rồi lên rồi. Rồi đi sao hỏi sao mọi kia ở đâu rồi. Mua nhẫn ở đây người ta đeo nhẫn nhìn già đó. Đâu ơi. Nhẫn nhưng mà ở đây nhìn già đó. Quốc thành giá này. Hả? Thành giá này. Đâu? Ghê đây. Anh Quốc ơi, kính này nè, 2000. Kính này kính siêu nhẫn. Kính này bao nhiêu này? Kìa, đồng giá 2000 không? Mua không? Đẹp
Cái này ôi, tưởng mẹ thật đi. Cái này thôi nè. Ui, mình tưởng thật đúng ạ. Ừ, con này tưởng thật nè. Kính mình chơi. Kính đâu? Kính đấy. Kính đấy. Ok, ra cái tập này ở chỗ nào cũng bán 3.000 đó, tập xô này này. 3.000 là khoảng 60.000 Việt. Cung mua hồi cung đấy mua về cũng chả chơi đâu được. Cái này bánh kính à, bánh bánh và cái mấy kiểu tủ lạnh đó. Kính. Ở trong bên trong có đồ lưu niệm hết kìa. Nè, phải có cái gậy đen này này mới gọi là gậy xì này. Chân to đùng. Nhưng mà đắt lắm. Bình này bình gì? Cái này khải thiêu thôi. Khải thiêu thôi. Hốt tàu chẳng phô. Hốt tàu chẳng. Hát là nó. Đồng quá. Mập đi nhá. Đi. Mập làm sao đuối nhờ? Cái chai vừa lấy cái chai nước cam kìa nhìn giống chai hồ lô. Đúng rồi. Giống. Chả biết có quay được cái chai đấy không nữa. Dài đến đoạn đường kia 80 đồ ăn đồ nướng nhỉ. Này rộng đấy. Cái làng mà gấu mà nhớ ra kéo lá chứ. Ai đâm thẳng ra là về nhá. Ờ cái đâm thẳng ra là về mà. Đi ra nào, đi ra nào. Ra vợ. Ơ. Nó chân đây à. Nó ngon lắm. Nhưng mà chưa ăn lần nào hết. Ờ đi thế tụi nè. Có thử không? Thôi. Nhưng miễn phí. Mình thất bằng một bộ mình biết ở đây. Nhưng mình giả tờ ở chừng đó. Đây nè. Ê, trò chơi này. Cái này là ném tiêu đúng không? Giống như ném phi tiêu của mình ấy nhỉ. Thử không? Cái chó miền phí quá. Đây là rượu mà.
vậy. Whisky Sun. À whisky. Whisky rượu kia. Không, không phải, không phải. Mới này về cũng phải. Nhìn luôn gầy ơi. Về thuộc độc đó. Không phải rượu. Đi.본격적인 수문장 교대 의식을 시작하겠습니다. Tại thì anh bọn mình cứ ở đây thôi, đi chơi ở đây thôi. Chơi ở đấy à? Ờ. Cổ đâu? Chắc là trong kia. Chắc là trong này này. Thì là đang ở trong khu đấy rồi đâu nữa. Thì là ở bên ngoài khu thôi, còn kia trong góc. Đéo đi không sẽ lạc ấy nhá. Đã biết bán xe trồng hô lên đây nhất. Đã đỉnh chó. Cái cơ ủ xuyên đến có chiếc kia kìa sao. Ở mấy quán ăn ở đây cũng có người Việt Nam ấy. Kể ra chỗ này cũng rộng hết rồi. Đây là chắc ấy kiểu cắt mắt, mí mắt là to lên mà. Ở đây toàn bán kiếm nhựa thôi nhỉ? Thank you.
chỉ mong ba đứa đi vào trong này đi lòng vòng thôi, lúc ra mong không bị lạc được rồi. Hôm nay ta đi xuống kia này. Kia hỏi nhỉ? À, đến một đoạn kia cái biển kia là biển cà phê đó. Trong này là bán đồ quần áo mà. Có mấy tiệm kem. Ta đi thẳng đấy, hơn là ta đi đằng đấy. Đi thẳng nó vào sau một tí á. Tôi nhớ ra hay là về. Ta phấn mà. Đúng phấn là quá chứ đúng phấn. Lúc nãy hình như là hỏi đoạn này đúng không rồi. Cái này 4.000 luôn với 3.500 một suất này. Em cuốc vào trong góc này đi. Thì đi vòng này chơi. Đi vòng đi. Thế cũng được. Thế cũng được á. Chúng thấy là tí ai đừng về đi chụp ảnh đi. Đâu? Đây này. Quay cái đồ kia đi. À đây á? Ừ. Nhưng mà nhà ai chụp được á? Cái này. Cái này. Nhưng mà nhà ai chụp á? Đi rồi sáng đi. Đây á, đứng ở hai mặt này á. Nhiều nhưng mà lại bực cười. Kéo đá đi. Ở đây là bên trong nhà thờ trong này. À, bây giờ là bọn mình sẽ vào bọn nhà thờ ở đây. Khá đông nhỉ. Ở đây nhiều gái xinh chưa? Gái xinh mà. Tán điểm cả đó, họ tán điểm cả. Phẫu thuật nữa đó. Phẫu thuật. Khoảng tầm 90% đó. Cô mặc áo Hàn Quốc để họ tăng điểm. Để quốc vào đấy một lúc đi. Anh mình ra đây tí. Không, đợi nó tí là. Đi thì đến đoạn này này. Như đến đây hết rồi đúng không?
Ghê chưa?